Vợt thiên công dành cho lực tay trung bình VS Diêu Long. Clip test vợt đầu năm con rồng là một cây vợt có họa tiết hình rồng nha anh em VS Diêu Long. Rất nhiều anh em yêu cầu Will làm về cây VS Diêu Long này, nhưng mà đến hôm nay Will mới được trải nghiệm nó trên tay. Cái điểm mà Will thích nhất ở cây vợt này là về màu sắc anh em. Cái họa tiết vảy rồng được in nổi và màu sắc phối hợp rất là hài hòa. Mặc dù là một cây vợt dưới 1,5 củ, nhưng mà đế đã sử dụng đế carbon rồi anh em, nhìn rất là xịn sò luôn. Will cầm cái cây vợt này lên á thì Will thấy cái đầu nó cũng khá là nặng và tương đối đầm. Khi mà vào trận đánh Will chỉ cần phong nhẹ thôi là trái cầu nó đã đi cuối sân rồi. Về những pha chặt cầu á, nó cho những cái pha chặt cầu cực kỳ sát lưới và đi cực kỳ nhanh luôn. Đối với cảm giác tay của Will á, đũ của VS Diêu Long nó chỉ cứng trung bình thôi, nhưng mà cái đầu khá là nặng, cho nên khi mà vào đập cầu á thì nó cho trái cầu cắm nhanh và có độ nặng. Khi mà mình đập á mà mình dùng quá nhiều sức á thì Will cảm nhận được cái đũa này nó hơi rung nhẹ một tí xíu. Khi mà mình thủ đối phương đập á, mình bung cầu thẳng á thì trái cầu nó vẫn đi cao sâu, nhưng mà khi mà mình phản tạt á thì cái vợt nó hơi chậm lại, và cái lúc mà mình bung chéo